Xin chào anh em, mình là Jimmy và hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Carnival, một thương hiệu của Thụy Sĩ và sử dụng bộ máy của Nhật Seiko để đưa vào thiết kế. Thì chính vì sử dụng bộ máy của Nhật cho nên là anh em sẽ có một chiếc đồng hồ với giá thành rất là vừa phải để chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận chơi và nó đạt được cái tiêu chí là bền bỉ, chính xác và đẹp nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ phiên bản dây thép mà BBD màu rose gold rất là sang trọng. Hộp thì anh em sẽ có được cuốn sổ đi kèm nè, cái hộp cũng khá là hoành tráng, thẻ nè, đây là những phần cơ bản thôi. Bên trong thì mình sẽ có một cái hộp rất đẹp. Gói bảo vệ sản phẩm nè, một cái đồng hồ. Đây, một chiếc đồng hồ mặt màu vàng đồng, mặt nâu cà phê và bộ dây mạ BBD màu vàng hồng cùng với bộ vỏ rất là đẹp và sang trọng. Chiếc này thì trên tác nó sẽ có mã số là CG8110106414 8110G. Đây là cái bộ sưu tập của chiếc đồng hồ này. Và mình sẽ có một cái chiếc đồng hồ hội tụ những cái nét đẹp của những cái hãng nổi tiếng trên thế giới. Đầu tiên là cái vỏ thì chúng ta sẽ có một cái dáng giống như là cái chiếc đồng hồ Bentax Philips Nautilus, nhìn rất là đẹp với cái form dáng vuông và bốn góc nó sẽ được vá cạnh bo chút xíu, nó tạo cho chúng ta một cái sự mềm mại và cũng không kém phần sang trọng và thời trang. Cái vẻ đẹp thứ hai nó sẽ là từ bộ dây. Bộ dây này là bộ dây theo cái kiểu của cái mẫu Royal Oak của hãng Audemars Piguet, rất là đẹp. Rồi mặt số thì anh em thấy là mình sẽ có một cái mặt số dạng sọc ngang theo kiểu của Nautilus nè. Màu của mặt số sẽ là màu vàng, màu nâu cà phê và mình sẽ được thiết kế với dạng chải tia sunburst, cho nên là khi những cái góc nghiêng á, thì nó sẽ cho chúng ta một cái phản ứng ánh sáng, một cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp. 11 cọc số được trang bị lên chiếc này, phủ lum khá là nhiều đến trên mặt số và nó sẽ được bọc thép không rỉ mà BBD mà vàng hồng rất là sang. Logo thương hiệu Carnival 1986 nằm ở góc 12 giờ và đối diện chúng ta thấy là một cái ô lịch, hai lịch, lịch ngày và lịch thứ rất là sang trọng. Ở góc ở phía dưới sẽ là số 7 là cái ngày, là ngày 7, còn Wednesday là ngày thứ tư. Thứ tư và số 3 nó thể hiện là cái thứ tự ngày, tức là cái ngày thứ ba trong một tuần bắt đầu từ thứ hai. Thứ hai là ngày thứ nhất, thứ ba là ngày thứ hai và thứ tư là ngày thứ ba. Thì đây là cái cách mà họ đếm ngày, số thứ tự ngày trong một tuần của phương Tây, và đối với Việt Nam thì mình không sử dụng cái này thường, cho nên là anh em chỉ cần quan tâm là ngày mấy, tháng thứ mấy là được rồi nha. Về cái vòng tròn có số 3, 9, 6, 12, 24 thì đó là một cái vòng tròn trang trí để cho cái bố cục của cái lịch ngày và lịch thứ nó được chắc chắn hơn, nó đẹp hơn và nó cũng hài hòa hơn, đối cân đối hơn trên cái thiết kế này, chứ nó không có mục đích sử dụng nha. Nó chỉ là nó không có sử dụng kim, cho nên là anh em chỉ thấy là nó sẽ hỗ trợ cái phần lịch ngày lịch thứ cho nó đẹp hơn rất nhiều thôi. Về cái màu sắc thì anh em thấy mặt số mình được tô chuyển Radiant, ở trục tâm thì nó sẽ là tông màu sáng hơn và nó lan dần ra hai cái phần viền ở ngoài thì nó sẽ tối hơn. Đây là một chiếc đồng hồ có hai lịch ba kim và kim giờ kim phút được phủ lum, cọc số phủ lum, cho nên là lum nó sẽ rất là sáng nha. Viền bezel thì được thiết kế bằng những viên đá baguette đó, rất là sáng và nó được đặt cạnh nhau bởi những cái ô thép, cho nên là rất là khó để rớt, nó không phải là dán không đâu. Mỗi viên nó sẽ có một cái cạnh thép giữ lại nè, cho nên rất là khó để mà rớt ra, nếu trừ khi anh em mà bị va đập rất là mạnh và rơi rớt gì đó, chứ sử dụng bình thường thì không nào hư được nha. Một cái chiếc đồng hồ thiết kế với cái tông màu rất đẹp, sang trọng. Bộ kính được trang bị trên chiếc này sẽ là kính sapphire nè. Thân thì đánh xử lý bóng và mạ BVD màu rose gold rất là sang. Logo thương hiệu ở đây và chúng ta chỉ cần bẫy ra một nấc, vặn xuống là chỉnh được cái lịch ngày, vặn lên là chỉnh được lịch thứ rất là dễ dàng, và kéo hai nấc là chỉnh được giờ. Đây là bộ máy NH36 của Seiko, rất là bền bỉ, chính xác và nó cũng hoạt động rất là êm ái. Đây. Về thiết kế này thì mình đánh giá khá là cao ở phần lịch thứ, lịch ngày, nó được biến tấu lại và nó trang trí giống như là chức năng Sun and Moon, giúp cho các sản phẩm chúng ta nó sang trọng hơn, thanh lịch hơn. Và đây cũng là một cái sự đột phá của hãng này, hầu như là anh em sẽ không thấy được cái những hãng khác nó thiết kế vậy, hay là có thể là do Jimmy chưa thấy, nhưng mình thấy mình đã giá khá là cao ở cái việc mà sắp xếp cái thứ tự thiết kế trình bày cái lịch ngày và thứ như thế này nha.
cũng khá là đẹp. Bộ dây nè, đó, bộ dây bắt sáng rất là tốt, khóa gập hai bên cực kỳ chắc chắn luôn. Tất cả các phần thép đều sử dụng thép không rỉ hết, mà BVD màu vàng hồng rất là sang trọng. Và ở phần nắp lưng, anh em sẽ có một nắp lưng lộ đáy, mình sẽ có những cái thông tin như là Carnival, chống nước 3 ATM, đi mưa rửa tay ok. Và đây là bộ sưu tập 8110G. Bên trong của văn mình sẽ thấy được thông tin như là H36A. Để mình cho anh em thấy cái góc nào mà dễ thấy nhất nha. Thì đây là cái bộ máy của Seiko, do công ty thương mại, do công ty TMI, bộ máy thương mại của Seiko sản xuất. Có được 24 chân kính nè, 21.600 tần số động, và chúng ta sẽ có 42 giờ tích cóp. Một cái bộ máy rất là bền bỉ và rất là phổ biến đối với những hãng đồng hồ thời trang hiện nay. Họ đều mua cái mẫu máy của Seiko tại vì nó sẽ đạt được cái độ chính xác cao và độ bền bỉ hoạt động êm máy theo thời gian. Nên nó sẽ là một cái lựa chọn rất đáng giá. Và đặc biệt khi anh em mua tại Simiwa thì chúng ta để tiết kiệm rất là nhiều tiền để chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đo phần size thiết kế cho anh em luôn. Size chỉ có 42 thôi. Và bề dày của nó sẽ là 11.5. Chúng ta sẽ có một cái lớp to lớp tầm khoảng 49 hơn. Đó. Thì với cái lớp to lớp và size như thế này thì anh em có tay từ 15.7 cho lên để ok. 16 cho lên là đều đẹp nhất nha. Và lên tay ngay, cổ tay Zumi là 16cm. Anh em thấy là cái bộ dây nó với thiết kế bộ vỏ nó nghiêng một cái góc 45 độ như thế này thì cái dây nó sẽ ôm tay, rất là dễ đeo. Và mặt số màu nâu cà phê sang trọng, bộ dây vàng hồng. Chiếc đồng hồ này anh em cũng có thể mua thêm một cái bộ dây da để chúng ta có thể đổi qua đổi lại nha, rất là dễ dàng. Dây cao su cũng được, anh em thích chơi cái nào thì chơi cái đó thôi. Và bộ dây nó giá cũng lên quanh tầm khoảng 500.000 một bộ. Rất là đẹp luôn. Bây giờ tới cái phần lum nè. Dạ quang của chiếc này thì khỏi chê rồi. Phủ lum nhiều như thế này thì cái phần dạ quang nó sẽ cực kỳ sáng, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng xem giờ khi vào những khu vực tối. Và Jimmy sẽ tắt đèn để chúng ta test ngay nha. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Carnival Nautilus rất đẹp. Dạ quang cực kỳ sáng luôn. Sạc có chút xíu thôi và chỉ sạc bằng đèn thôi đó. Anh em mà sạc bằng cái tia cực tím của ánh sáng mặt trời thì sáng rực, khỏi chê. Dạ quang cũng phải đặt tính 9 đến 10 điểm. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp, Carnival. Quá đẹp luôn. Chiếc này hiện tại đang có sẵn bên mình và mình sẽ giao lưu với anh em một cái giá rất là tốt. Giá hàng niêm yết cũng tầm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu á. Tuy nhiên là giá tại Zimiwatt thì sẽ có một cái giá ưu đãi dành cho anh em. Và đặc biệt luôn có giá VIP dành cho khách hàng cũ. Anh em tham khảo giá trên phần tiêu đề hoặc là dưới mô tả của video, hoặc là chúng ta có thể nhắn vào hotline 0907525830 để chúng ta cập nhật giá cùng với việc mà anh em muốn tư vấn bất kỳ cái đồng hồ nào. Anh em cứ nhắn qua cho mình nha. Khi mua hàng thì ngoài full box, Jimmy sẽ gửi kèm thêm một cái phiếu bảo hành. Trên phiếu bảo hành thì mình sẽ có cam kết cho anh em nè, 100% authentic, đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng. Đây là một cái cam kết rất là quan trọng để cho anh em ở xa có thể yên tâm mua hàng. Và nếu anh em nào ở gần thì hãy ghé shop mình lên tay đeo thử nha. Được bao xài 7 ngày đầu, có lỗi 1 đổi 1, cả thẻ đã góp từ xa thông qua thẻ tín dụng, và bảo hành chiếc này sẽ là 3 năm. Hầu máy bảo hành trọn đời miễn phí ship nha. Một chiếc đồng hồ Carnival Nautilus phiên bản mặt màu nâu cà phê, hai lịch, ba kim, sử dụng kính sapphire nè, bộ vỏ thép không rỉ mà BVD màu vàng hồng rất là sang trọng. Dây thép cực kỳ sang luôn. Rồi, cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Nhớ bấm like video giùm mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính hãng của Jimmy. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi Jimmy có những video mới. Và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm.